đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Choáng trước tầm ảnh hưởng của đạo diễn Nhất Trung ở showbiz Việt, thân thiết với hàng loạt sao hạng A. Sau lùm xùm và sóng gió những ngày qua dấy lên về lời tố cáo của Nhất Trung về các cách hành xử thiếu chuyên nghiệp và thái độ không đúng mực của Nhã Phương, dân mạng bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về 1990 và cha đẻ của nó. Những người từng hoạt động trong showbiz nhiều năm đều biết Nhất Trung. Anh là một đạo diễn có tài và ít ai biết từng là nhạc sĩ có tầm và có tâm. Đứng sau rất nhiều thành công của các ca sĩ tên tuổi như Lưu Chí Vĩ, Minh Hằng, Tim, Bảo Thi, hàng loạt bản hit khuấy đảo tuổi teen như Một Vòng Trái Đất, Người Ấy Và Anh Em Phải Chọn được anh sáng tác và đã đem tên tuổi của các nghệ sĩ đến với khán giả. Xuất thân là một thành viên nhóm ASN, Nhất Trung vừa sáng tác vừa hoạt động chung với tư cách một thành viên nhóm. Năm 2005, anh lui về hậu trường đảm nhiệm vai trò quản lý. Từ đây công ty Thiên Thi ra đời, chuyên đào tạo và quản lý nghệ sĩ. Anh hỗ trợ Lưu Chí Vĩ và đồng thời phụ trách quảng bá hình ảnh cho Minh Hằng. Năm 2008, anh làm việc thêm với Tim. Chính Nhất Trung là người đã ghép đôi thành công Tim Minh Hằng, trở thành cặp đôi được yêu thích của giới trẻ. Thời điểm đó, ca khúc Một Vòng Trái Đất được phát sóng rầm rộ, đưa hai tên tuổi của nghệ sĩ bay xa. Tuy nhiên sau đó, vì nguyên nhân chưa được làm rõ, Tim rời công ty. Thời điểm ấy, nam ca sĩ lên báo chia sẻ chuyện đi qua giới hạn với Minh Hằng, nằm bé heo 17 tuổi khiến ekip Thiên Thi muối mặt. Nhất Trung chia sẻ vì sự trở mặt của Tim, công ty thua lỗ mất 10 tỷ. Một vài năm sau, vì nhiều cơ duyên, Nhất Trung tìm hiểu và bén duyên với nghệ thuật thứ bảy. Anh từng thử sức làm phim, xong đều cho ra đời những sản phẩm dở dang và thua lỗ. Không chùn bước, ông bầu tài năng này tự mày mò, học hỏi và liên tục thắng lợi với các tác phẩm nổi tiếng như Nắng Ba, Bệnh Viện Ma, 49 Ngày, Đôi Mắt Âm Dương. Đặc biệt, bộ phim Cu Lại Vợ Bầu từng đạt doanh thu 191 tỷ và là phim Việt có doanh thu cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm đó. Ngoài thành tích đáng nể về mặt nghệ thuật, ngoài đời, Nhất Trung cũng có mối quan hệ rất thân thiết với nhiều nghệ sĩ. Anh thân với Trấn Thành, Trường Giang, Diễm My và có mối quan hệ với hầu hết các diễn viên nổi tiếng. Chính Nhất Trung là ông mai cho Trấn Thành và Harry Won đến với nhau. Cũng nhờ anh mà Trường Giang và Nhã Phương nên duyên sau bộ phim 49 ngày. Có thể nói, đối với hai cặp vợ chồng này, Nhất Trung là ông mai cực kỳ mát tay. Dù vô cùng tâm huyết với dự án 1990, song với những tình tiết diễn biến mới nhất, dân mạng đang lo lắng cho số phận của bộ phim. Và các bạn đã quan tâm và theo dõi video, hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.